ABS, xe đang bị qua lăng mâm lửa với cái sạc á, nó hết bình hoài. Cái nồi này là có gắn nồi đồ chơi rồi nhưng mà chạy không có vừa ý, nó rung cái này nồi nữa, nó chạy lên tới mí này nó đứng rồi, nó không có mở hết được cái tua thôi. Hôm nay mình làm là vừa nó qua cái mức này luôn, nó lên đây hôm nay nó bị khuyết rồi nè, anh em thấy không, khuyết rồi đó. Nồi viên nó cũng chạy lên tới mí này rồi, tới đây là đứng nó không hết được. Bây giờ mình sẽ bẻ độ, mình dớt theo bài của mình nó ngon hơn. Như này khắc phục cái lỗi rung rung rần ở đầu luôn. Nồi này là chạy nó không có bắt lắm, mua về để vô thôi không có canh, chuồng nó không đều nữa, lát làm lại luôn. Rồi, ok, làm xong mình quay cho anh em xem. Còn qua lòng ôm lửa của nó đâu rồi, bị cháy rồi, cháy con liền nè, không cháy là nó không có sạc, trời nó bung dây luôn rồi. Rồi xong, nóng quá đó. Bình này mới thay luôn, bây giờ mình làm lại hết xong rồi mình sẽ quay cho anh em xem nha. Làm nồi rồi hết luôn, quay chiếc BS khi mình làm lại nồi, thay cái cuộn lửa luôn, nó cháy rồi. Rồi mình đậu thay cái cuộn lửa khác nè, làm chuông nè, nồi đồ chơi nhưng mà cũng phải làm lại nha anh em, bẻ độ nè, rớt theo bài, lát cái gì rồi nó lên tới mấy này luôn, nó vượt qua luôn ha, nó không có nằm ở dưới đây nữa. Làm bố rồi lại, rồi so rồi lại nữa. Để thay cái phốt trên này luôn, phốt này nó bể rồi, thay cái phốt mới nè, cái này nó bể rồi, nó không bơm nhớt rồi, là bị chạy là bị hư máy luôn. Cứ cái phốt bu ly này sao này, thay luôn phốt này của nó hư rồi, nó lên nhớt rồi, nó bắn vô đây nè, nó bắn trúng vô bố luôn, là xe nó tuột không à, bởi vì xe này chạy nó không có đi nữa, hết ngon rồi. Làm lát mình vệ sinh mấy cái này hết luôn, xong mình thay phốt ha. Ok, làm xong rồi mình quay lên xem. Đó, thay lục gió được chơi luôn, giúp cái lưu lượng gió nó nhiều hơn, cái gì mà nó không đủ hơn. Rồi, ok, đây là chiếc máy ép, đây là mình làm cái sạc cái nồi lại để em coi nha. Cục lăng mâm lửa làm lại luôn rồi. Để giờ mình lắp vô mình test cho anh em coi. Xe này thay nước giải nhiệt luôn rồi. Thay nhớt trình độ giải nhiệt luôn. Chạy lâu quá khó chì. Thay nhớt này chạy tới mấy ngàn cây. Made in USA.
tiếp tục buổi chiều thứ hai đầu tuần, Vario Galit AB Novo S S VS xe là tập cho anh em nha. Cái đầu mới về nữa nè, bô máy đang làm nữa. Gắn xong xe cho anh em này. Nồi cu sô bô Thái đầy đủ, cũng sâu luôn.